thay đổi ngỡ ngàng của cô bé người Mông nói tiếng Anh như gió sau 14 năm gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lấy được doanh nhân người Mỹ yêu thương chiều chuộng hết mực, Lò Thị Mai còn sinh được hai cậu nhóc kháu khỉnh. Năm 2005, cô bé người Mông Lò Thị Mai 13 tuổi đến từ Lao Chải trở thành hiện tượng mạng khi xuất hiện trong clip trò chuyện với khách nước ngoài tới thăm thị trấn Sapa, Lào Cai. Mai khiến nhiều người trầm trồ bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. Biệt danh cô bé người Mông nói tiếng Anh như gió gắn với Mai từ đó. Với Lò Thị Mai, việc nói tiếng Anh tốt là bình thường, bởi đây là phương tiện giúp cô mưu sinh bằng công việc bán đồ lưu niệm cho khách quốc tế. 14 năm trôi qua, Lò Thị Mai đã bước sang tuổi 27. Cuộc sống của cô bé người Mông đáng yêu này vẫn luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Sau 5 năm quen biết, Steve cầu hôn Mai trong một chuyến du lịch riêng của hai người vào năm 2011. Mới đây, Lò Thị Mai bất ngờ chia sẻ câu chuyện tình yêu với chồng là anh Steve, sinh năm 1983, hiện kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Bỉ. Hai người lần đầu gặp gỡ khi Steve tới Sapa du lịch vào năm 2007. Chàng trai 24 tuổi khi ấy lập tức cảm mến cô bé 15 tuổi và xin giữ liên lạc với cô ngay cả khi đã về nước. Sau đó, năm nào Steve cũng đến Việt Nam 2 tuần để lên Sapa tìm gặp Mai. 19 tuổi, lần đầu tiên Mai cảm nhận được sự quan tâm chân thành của một người đàn ông xa lạ dành cho mình. Cô cũng có chút rung động khi thấy người đàn ông ấy đã chờ đợi mình từ một cô bé 15 tuổi đến khi trở thành thiếu nữ 19 tuổi. Thế là Mai đồng ý. Ở một khung cảnh lãng mạn, Steve cầu hôn Mai. Anh hỏi mình liệu có chờ đợi được anh không? Nếu được thì đeo chiếc nhẫn này vào vì anh sợ người khác sẽ kéo mất vợ. Rồi anh bảo mình dẫn anh về thăm gia đình. Cũng trong khoảng thời gian đó, Steve đưa Mai sang Bỉ thăm nhà. Một năm sau, hai người chính thức kết hôn. Đám cưới trong mơ của Mai diễn ra ở cả hai nơi, Lào Cai và Bỉ. Mai kể lại, nhiều người nói câu chuyện của cô và Steve giống như một câu chuyện cổ tích. Đôi lúc nghĩ lại, bản thân cô cũng thấy mình như đang trong một giấc mơ. Steve giúp vợ sang Singapore du học. Cô cũng đã công việc ổn định tại một bệnh viện gần nhà. Hiện tại, Mai cảm thấy hạnh phúc cùng chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh sinh năm 2015 và 2016. Cô được chồng dạy tiếng, cùng anh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Mỗi năm, Mai đều được chồng đưa về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là dịp Tết. Lò Thị Mai thường xuyên khoe ảnh bên hai con lên mạng xã hội. Mình yêu anh vì anh rất biết quan tâm gia đình, gần gũi và tình cảm, đặc biệt là với mẹ mình. Thi thoảng, anh vẫn hay ôm vợ và nói em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng Steve luôn giúp vợ làm việc nhà. Mỗi buổi tối, anh vẫn dành thời gian tắm và đọc sách cho con trai nghe. Ở một nơi không phải là Việt Nam, Mai thấy mình vẫn sống vui và hạnh phúc. Cô cũng cảm thấy may mắn khi được mẹ chồng yêu thương như con gái. Mẹ chồng đối xử với mình chu đáo giống như mẹ đẻ vậy. Mình nhớ những ngày đầu qua Bỉ, mẹ thường hỏi han mình có nhớ nhà không. Mẹ dạy mình nấu ăn, dẫn mình đi ăn uống, shopping. Có lẽ với mình, tất cả những thứ ấy đều đến từ một phép màu may mắn. Mai bộc bạch. Mai cũng thường quay ảnh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới tại trang cá nhân. Mỗi năm vào dịp Tết, Nguyên Đán, Lò Thị Mai đều được chồng đưa về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.